nghe với điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023. Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An xảy ra sự cố, lộ nhiều vấn đề. Khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng trên lao động.vn. Bản tin ngày hôm nay thứ 6 ngày 23 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thời điểm này, nhiều khu vui chơi du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang tất bật đón lượng khách lớn từ khắp nơi đổ về. Nắm bắt điều này, nhiều điểm khu vui chơi đặc trưng tại thành phố đã làm mới mình để thu hút khách tham quan, chú trọng đầu tư thêm các công trình mới tạo nét độc đáo mới lạ ngay giữa lòng thành phố. Theo số liệu thống kê của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm, ngành du lịch đã đón hơn 1,69 triệu lượt khách quốc tế, 13 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ dịch vụ là hơn 66.700 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. nhà tập thể A1 thuộc tổ dân phố 14 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, gồm 3 tầng được xây dựng từ năm 1957, nay đã lộ rõ dấu vết của thời gian. Nhiều hạng mục tại khu nhà đã xuống cấp, hệ thống lưới điện trang trịt, đường ống dẫn nước dẫn từ nắp khu tập thể xuống mặt đất đan xen, không gian chung tại các hành lang cũng tối tăm, từng mảng tường bong chóc trong khi đó khu nhà cũng không có lối thoát hiểm các hộ dân sinh sống tại đây luôn cảm thấy bất an bởi công trình sau nhiều năm không được tu sửa đã xuất hiện nhiều dấu vết xuống cấp nghiêm trọng và đối diện với nguy cơ cháy nổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ tiếp tục với màn trình diễn của đội pháo hoa Ba Lan và Anh với chủ đề vũ điệu của thiên nhiên vào tối mai 24 tháng 6. Là hai đội cuối cùng trình diễn với nhiều áp lực, thế nhưng cả hai đều thể hiện sự tự tin cùng công tác chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng tranh xuất vào chung kết. Năm nay, đội Anh sẽ áp dụng đa dạng loại pháo để bám sát chủ đề thế giới không khoảng cách, trong khi đội Ba Lan sẽ chọn biểu tượng con rồng trong phần trình diễn của mình. Thưa quý vị, mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở ngành trên địa bàn chỉ đạo bộ phận một cửa phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho người dân thủ đô. Nhiều người dân cũng đang rất mong chờ sẽ sớm được đăng ký để thực hiện các thủ tục số một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao động. Em thấy qua thời gian vừa rồi em thấy nắm được Hà Nội đẩy mạnh triển khai chữ ký số cho người dân thì theo tôi được biết là chữ ký số giúp xác minh giao dịch thực hiện thủ tục hành chính thanh toán linh hoạt hơn thuận tiện hơn mỗi người cần một chữ ký số ví dụ như em thì đi chạy rau hàng shipper này thì có một chữ ký số thì nó thanh toán nó thuận tiện hơn nó linh hoạt hơn bởi vì thế mình thấy các đồng chí ở chỗ địa bàn mình đang sinh sống thì thấy là các đồng chí đã cho cá nhân bản thân mình và các cá nhân gia đình nhà mình đã thực hiện đăng ký xong rồi thì các đồng chí có giải thích rằng là cái việc này sẽ mang lại rất nhiều những cái lợi thế rất thuận tiện cho việc sinh hoạt như giao dịch và có thể dùng nó để thay cái căn căn cước công dân thẻ cứng. Thưa quý vị, các chuyên gia y tế dự báo bệnh tay chân miệng có thể sẽ kéo dài đến tháng 9 tháng 10 năm nay và càng nguy hiểm hơn khi căn bệnh này trồng lên sốt xuất, xuất huyết khi bước vào mùa mưa. Tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm do nhiều loại virus gây nên. Đa phần trẻ mắc tay chân miệng sẽ có diễn biến nhẹ, nhưng nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm và thậm chí dẫn đến tử vong. Đa phần trẻ em mắc tay chân miệng có diễn biến nhẹ, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp thậm chí dẫn đến tử vong. Trong quá trình theo dõi, nếu mà trẻ xuất hiện bất kỳ một cái dấu hiệu biến chứng nặng nào, chúng ta cần phải phát hiện kịp thời. Tôi nghĩ là đa phần những cái trường hợp mà trẻ đến viện muộn thì có thể là do chúng ta đã không ghi nhận cũng như là chúng ta không đánh giá đúng cái tình trạng của trẻ. Thì đối với những cái trường hợp trẻ xuất hiện tình trạng ly bì, trẻ khó đánh thức, trẻ xuất hiện tình trạng suy hấp, trẻ xuất hiện tình trạng giật mình, khó thở, nôn chớ nhiều hoặc tiêu chảy nhiều, trẻ nên được tới các cơ sở y tế được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa và trong những cái trường hợp còn lại tôi nghĩ rằng là à, cái đánh giá của các bậc phụ huynh cũng rất là quan trọng nếu bất kỳ bậc phụ huynh nào cảm thấy trường hợp trẻ có những cái biểu hiện bất thường mà bản thân mình thấy lo lắng thì nên đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Tiếp đối bản tin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Tính đến sáng nay, đã có 19 tỉnh thành trên cả nước công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023-2024. Điều bất ngờ là tại nhiều tỉnh thành, điểm chuẩn lớp 10 có sự chênh lệch lớn giữa các trường. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khoảng cách giữa trường có điểm chuẩn cao nhất và trường có điểm chuẩn thấp nhất là 16,5 điểm. Trong khi ở Khánh Hòa, thì điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất chênh tới 28 điểm. Chiều nay tại Hà Nội, một chiếc xe buýt đang di chuyển trên đường dẫn vành đai ba trên cao thì bỗng bốc cháy ngụt ngụt khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Theo người dân chứng kiến sự việc, xe buýt bốc cháy khi đang được tài xế đưa về gara bảo dưỡng và trên xe không có hành khách, nên may mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Sau sự việc dầm cầu gãy đổ sập ở dự án thi công cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, nhiều vấn đề của tuyến đường quan trọng này đã lộ diện, trong đó có nguy cơ trễ hẹn. Với đoạn cao tốc diễn châu bãi vọt, một lãnh đạo đơn vị thi công cũng thừa nhận dự án đang chậm tiến độ, đoạn Nghi Sơn Diễn Châu cũng khó về đích đúng tháng 7 năm 2023 theo những yêu cầu nếu như không sớm có phương án xử lý. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của báo Lao động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.